tạo ra bước nhảy vọt trong các thiết bị âm thanh không dây chuyên nghiệp thì hệ thống Shure BLX24A BG58 kết hợp chất lượng âm thanh mạnh mẽ chuyên nghiệp cùng với thiết lập đơn giản đã nhanh chóng chinh phục người dùng bởi giúp người dùng có thể làm chủ sân khấu của mình một cách dễ dàng. Nhắc đến hệ thống thu phát không dây Shure BLX4A BG58 thì chúng ta sẽ cùng khám phá các thiết bị bao gồm bộ thu BLX, BLX4A và BLX88. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có các model sản phẩm đó là bộ phát không dây cầm tay BLX2 kèm với đầu mic BG58. Trước khi đi vào khám phá tính năng của từng sản phẩm thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những ưu điểm tổng quan của bộ thu BLX. Về bộ thu BLX thì chúng ta sẽ có các model như là BLX4A, BLX4R và BLX88. Thì tất cả các model này thì đều có các đặc điểm chung và đặc điểm nổi bật của nhà Shure. Thứ nhất là có rất nhiều anten bên trong được điều khiển bằng các bộ vi xử lý. Thứ hai là âm thanh đầu ra 1:4 inch và XLR. Và một điểm nổi bật của sản phẩm này đó là có chế độ Quick Scan một lần chạm để giúp các bạn có thể tìm nhanh và xác định nhanh vị trí tần số tốt nhất. Một điểm cộng nữa dành cho hệ thống của BLX đó là có thể tích hợp lên tới 12 hệ thống cùng một lúc trên cùng một dải tần số, tùy vào vị trí và khu vực. Ngoài ra thì sản phẩm còn có đèn LED báo tín hiệu hai màu. Sau khi chia sẻ với các bạn về các đặc điểm và ưu điểm vượt trội của dòng BLX với các bộ thu thì ở đây mình có một sản phẩm nổi bật dành cho cái bộ BLX, đó chính là sản phẩm BLX4A. Bộ thu này thì có kết cấu và hoạt động như thế nào thì ngay bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn thấy luôn. Đầu tiên khi mà nhìn về mặt trước thì chúng ta sẽ thấy được đầu tiên đó là phím nguồn Power thì các bạn có thể bật tắt ở đây. Bên cạnh nút Power là nút Channel thì ở chúng ta có thể lựa chọn kênh từ 0 đến 9. Tiếp theo đó là nút chọn nhóm kênh, ký hiệu là Group từ A đến Y. Chúng ta sẽ lựa chọn ở đây. Bên cạnh là màn hình hiển thị số kênh. Thì sau khi mà các bạn kết nối sản phẩm này thì chúng ta sẽ nhìn được cái số kênh các bạn lựa chọn ở trên này. Rất là tiện lợi và linh động. Bên cạnh đó là đèn báo audio và đèn báo ready, chỉ trạng thái và âm thanh. Ok, về mặt sau của sản phẩm này thì chúng ta sẽ có các cổng đầu vào. Các cổng đầu vào này sẽ được thể hiện đầu tiên đó là cổng đầu vào 12-15V 160mA. Bên cạnh đó là một ổ khóa nhỏ ở đây để giúp chúng ta có thể cố định dây nguồn. Tiếp theo, ở đây chính là cổng đầu ra chuẩn XLR và ở đây là cổng ra chuẩn TRS. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu qua với các bạn về chân dung cũng như là các phím chức năng của bộ thu BLX4A. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá sản phẩm tiếp theo của nhà Shure, đó chính là bộ phát cầm tay không dây kèm với đầu mic BG58. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Wow! Trên tay mình đang là một sản phẩm mà nó rất là nhẹ nhưng mà cầm cũng rất là chắc tay các bạn, rất là vừa với tay của mình. Và mình nghĩ đây là một cái thiết kế rất là thông minh và được nghiên cứu rất là kỹ bởi các chuyên gia đến từ Shure để đáp ứng được nhu cầu của nhiều người sử dụng khác nhau. Như các bạn có thể thấy thì về ngoại hình thì sản phẩm được thiết kế với màu đen nhám rất là hiện đại và chất liệu thì được thiết kế là chống xước rất là bền. Các bạn có thể nhìn thấy thì ở đây là nút nguồn
và phía trên nút nguồn là đèn báo trạng thái của pin. Nếu như mà pin của chúng ta yếu sắp hết thì cái đèn này nó sẽ hiển thị để báo cho chúng ta là sắp đến lúc chúng ta phải thay cái pin ở trong. Và cái pin ở trong như thế nào thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bên trong. Đây là cấu tạo của bên trong. Đầu tiên thì chúng ta để ý đến thì ở đây có hai nút, đó là nút Channel và nút Group, chính là nút chọn kênh và chọn nhóm kênh. Và khi chúng ta kết nối với bộ thu mình vừa giới thiệu thì chúng ta sẽ kết nối và điều chỉnh ở đây để cho bộ thu và bộ phát có một cái tần số và số kênh cũng như nhóm kênh tương xứng và thích ứng với nhau. Còn phía dưới này là phần chúng ta sẽ lắp pin. Với sản phẩm này thì chúng ta sẽ dùng hai quả pin 1,5V để chúng ta duy trì hoạt động của sản phẩm. Và cách lắp thì cũng rất là đơn giản và dễ dàng, chúng ta chỉ cần xoáy vào như thế này. Ok, như vậy là các bạn đã thấy được cái chân dung cũng như là phần chúng ta sẽ sử dụng chiếc mic này như thế nào rồi đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần test âm thanh của sản phẩm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng test thử chất lượng âm thanh của hệ thống Shure BLX24A BG58. Và để test âm thanh của sản phẩm này thì hôm nay mình đã mời một anh kỹ thuật viên của chương trình audio để chúng ta cùng trải nghiệm những cái cảm giác chân thực nhất của sản phẩm này nhé. Em xin mời anh ạ. Trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ em đến hóa ngu ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim hao gầy. Đầu tiên thì em rất là cảm ơn anh Minh vì đã trải nghiệm sản phẩm. Đúng là em cảm nhận là một vị trí khách mời trong video của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã mang lại những cái trải nghiệm âm thanh tốt nhất dành cho khán giả, dành cho những người xem hôm nay ạ. Thật sự là anh Minh của chúng ta hát rất là hay. Không biết là khi mà anh trải nghiệm cái thiết bị này thì anh cảm thấy cái âm thanh nó như thế nào khi mà mình đưa cái giọng hát vào ạ? Cảm ơn em. Với cái mic Shure này thì mọi người đều rất quen thuộc rồi. Thương hiệu Shure đã có từ rất lâu đời ở Việt Nam. Rất nhiều người đã sử dụng và đã có được cái sự trải nghiệm. Nhưng tuy nhiên thì hôm nay chúng ta vẫn làm lại với sản phẩm này vì đây là một sản phẩm mới. Tuy nhiên, nhưng mà ngược lại thì nó vẫn giữ lại được cái giá trị truyền thống của Shure, chính là những cái chất lượng âm thanh được lấy ra từ những cái đầu mic, những cái micro huyền thoại của Shure từ trước đến nay. Ở đây điển hình là chúng ta có chiếc BG58 để cải tiến cho những cái sản phẩm truyền thống, mang lại những cái chất lượng âm thanh, những trải nghiệm đã có từ lâu đời. Thì Shure thì hàng ngày hàng giờ vẫn liên tục cập nhật những cái công nghệ mới để nâng cấp cái việc truyền phát tín hiệu giữa bộ phát và bộ thu không dây, làm cho âm thanh được càng ngày càng chân thực hơn, tốt hơn. Thì ở đây chúng ta chỉ làm một cái động tác khá là nhỏ thôi, tức là hát thử một đoạn để cho mọi người có thể cảm nhận được cái âm thanh thoát ra từ chiếc micro Shure này, và đảm bảo với mọi người rằng cái micro Shure này nó sẽ phù hợp với mọi người ở rất nhiều môi trường, kể cả từ việc phát biểu, nói chuyện hay là những cái việc ca hát từ không chuyên cho đến bán chuyên nghiệp.
thì mọi người đều có thể sử dụng bộ micro show này để phục vụ cho các nhu cầu của mình. Dạ vâng, em rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Minh, là một người đã làm trong nghề rất là lâu năm và có những cái trải nghiệm với rất là nhiều những sản phẩm khác nhau. Thì hy vọng thì những cái trải nghiệm vừa rồi của mình cũng như là anh Minh sẽ giúp các bạn có thêm những cái đánh giá và những cái nhìn nhận để chúng ta có thể lựa chọn được một cái sản phẩm micro không dây và những cái thiết bị phù hợp với nhu cầu và với không gian của chính mình. Cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Vừa rồi chúng ta đã được trải nghiệm các hệ thống thu phát không dây. Thực sự rất là chân thực và thú vị đúng không? Trong mỗi video thì chương trình audio luôn muốn mang tới cho các bạn những thông tin bổ ích cũng như trải nghiệm thú vị nhất. Nếu như các bạn còn câu hỏi lăn tăn nào thì hãy liên hệ tới số hotline 0904 575856 hoặc để đặt hàng hãy liên hệ tới số hotline 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.